Xin chào các bạn, thì hôm nay mình xin chia sẻ thông tin về sản phẩm Silk Rong 500 mg. Đây là một trong những loại thuốc mà đặc trị sâu và rệp sáp trên cây trồng. Thì ở màn hình bên trái của bạn đó là mẫu mã của chai thuốc Silk Rong 500 mg. Quy cách của chai này là 100 ml. Thành hoạt chất chính của sản phẩm đó là hoạt chất Rofenofos có hàm lượng đó là 500 g trên lít. Đây là một cái hoạt chất thuộc nhóm lăng hữu cơ. Hoạt chất này có tác động đó là tiếp xúc vị độc và thấm sâu nhanh. Chính vì vậy nó chuyển vị trong lá cây rất là nhanh và hiệu quả, nên nó diệt trừ các loại cả những loại sâu mà ẩn nấp ở dưới mặt lá, ở trong những phần rất là sâu trong cây, ví dụ như một số loại sâu đục thân nằm trong thân của cây. Đặc biệt chính vì khả năng thấm sâu và chuyển vị nhanh, nên khi chúng ta phun vào trên cây thì thuốc thấm rất nhanh, nên hạn chế được hiện tượng rửa trôi khi trời mưa. Về cơ chế tác động thì Xỉa Rong 500 mg là một thuốc trừ sâu thuộc nhóm lăng hữu cơ như mình đã chia sẻ ở trên, có tác động tiếp xúc vị độc, thuốc khả năng thấm sâu nhanh trong lá, chuyển vị xuống mặt dưới, nên tác động mạnh lên cả nhóm miệng nhai lẫn miệng chích hút. Và phổ tác dụng thì đây cũng là một loại thuốc trừ sâu có phổ tác dụng rất là rộng, trừ luôn cả được rệp sáp, hại cà phê cũng như trên một số loại cây ăn quả khác. Ngoài ra thì Xỉa Rong 500 mg còn có thể diệt được sâu non, thành trùng và trứng. Thì như mình cũng đã chia sẻ ở một số video trước, một loại thuốc nào đó mà diệt trừ được luôn cả các thành phần của một vòng đời của một loại sâu nào đó thì loại thuốc đó rất có hiệu quả. Điển hình như là thuốc Xỉa Rong 500 mg diệt luôn cả sâu non, thành trùng, trứng và sâu trưởng thành. Để mở rộng thêm phổ tác dụng của thuốc thì chúng ta nên kết hợp Xỉa Rong với các hoạt chất thuộc nhóm cúc tổng hợp, ví dụ như Seabed Marine, Delta Marine, vân vân. Khi mà chúng ta kết hợp được với các hoạt chất thuộc nhóm cúc tổng hợp thì chúng ta có thể diệt trừ luôn những loại sâu đã kháng thuốc. Vì vậy chúng ta sẽ giảm được công lao động, giảm được số lần phun xịt, dẫn đến là tiết kiệm được chi phí. Một lần nữa mình xin tổng hợp lại, thuốc có hiệu quả cao đối với cái đối tượng sâu hại như là nhện đỏ, rẹp, bọ chỉ, sâu khoang, sâu xanh, rệp sáp, đó là sâu khác. Thuốc trừ các loại sâu hại trên cây công nghiệp, cây ăn quả, các loại rau màu, vân vân. Về lượng sử dụng thuốc Xỉa Rong 500 mg thì chúng ta pha cái liều đó là 30 ml thuốc Xỉa Rong cho 1 lít nước. Chúng ta phun ướt đều tán lá, mặt trên, mặt dưới và những phần sâu nhất trong tán lá. Đặc biệt có một số loại sâu thường ẩn nấp ở dưới gốc rễ cây và ở trong đất, kể cả sùng đất, thì chúng ta vẫn có thể dùng Xỉa Rong 500 mg để chúng ta tưới gốc, hoặc là chúng ta phun đều mặt đất, ướt đậm đất để chúng ta trị luôn những loài côn trùng dịch hại, những loài sâu ẩn nấp ở trong đất hoặc là ở phần gốc rễ của cây. Về thời gian cách ly thì chúng ta ngưng phun thuốc 14 ngày trước khi thu hoạch. Một số loại thuốc cùng hoạt chất với Xỉa Rong 500 mg đó là thuốc chết sâu, Foragin, Bolichin. Các bạn có thể là tham khảo các thuốc này ở website vietnamnongnghiepsach.com.vn. Video mình chia sẻ về sản phẩm Xỉa Rong 500 mg đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.